sự trở lại của dàn diễn viên nổi tiếng đến từ điện ảnh Thái Lan. À! Vào lúc 20 giờ. Chính ông ta đã hại con. Từ nay, người bị tổn thương sẽ là mỗi một người trong bọn họ. Nam nưng Bét Nam Bút đang ở trước mặt anh. Khi hận thù bóp nát cả tình yêu, em sẽ khiến cô ta bỏ trốn cùng em. Nếu như để ông chủ biết được, chắc chắn sẽ có chuyện lớn đó. Ba, nếu ba còn thấy cô đi với nó sẽ chết. Điều gì khiến một con người trở nên độc ác? Ba kêu con qua đây. Ba, tốt nhất ông đừng có la lớn tiếng, nếu không mọi người đều biết con của ông bỏ trốn thường trại. Tình yêu quỷ dữ lúc 20 giờ hàng ngày trên SNTV SCTV6.